Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio giới thiệu một số cái phụ kiện mic để anh em nào có thể dùng những cái củ này, cái dây này và những chiếc mic thành phẩm trong clip này. Có sẽ có giá củ mic từ 150.000 đồng. Mình sẽ báo giá luôn để anh em nào có vào việc được. Với củ mic này là củ mic có một cái bọc vùng quay bằng nhôm anh em nhé. Củ mic này có giá thành bán là 150.000 đồng một củ, bao ship luôn. Anh em có thể thay được cho những cái dòng có dây và không dây nhé. Tất cả những cái dòng này đều thay được cho có dây và không dây. Củ mic thì 150.000 rất là hát, rất là tốt trong cái cửa tiền, bán rất nhiều con này rồi. Thi thoảng nó về được dăm 7 củ thì bán hết luôn. Củ mic nhôm anh em nhé. Con này thì có đường kính cắt ngang mặt là 30,5 ly, nghĩa là chưa được 31 ly anh em nhé. Củ mic đầu tiên, củ mic nhôm. Con này nó tên tiếng nó hơi là ngoằng, Takata, Tasta này. Và tiếp đến là có củ mic Bayer hồng như này. Đó, anh em quan sát đây, hồng. Giá thành bán cũng là 150.000 một củ, bao ship luôn. Đây là củ mới nhưng để nó bị bụi thôi, mới chưa dùng anh em nhé. Mới 100%, hơi cũ bụi một tí thôi. Cũng 150.000 một củ, bao ship. Và củ mic Tomahawk côn lụa, giá bán là 180.000 đồng một củ, bao ship. 180.000 đồng một củ, bao ship. Củ mic 3G, giá thành bán là 190.000 đồng một củ, bao ship toàn quốc. Củ mic sao chắc bao giờ 600, giá 600.000 đồng một củ, bao ship. Củ mic sao chắc bao giờ 700, cũng có giá là 600.000 đồng một củ, bao ship. Dây mic Trung Quốc, giá bán 150.000 đồng một sợi, bao ship. Dây mic Mỹ, giá bán 350.000 đồng một sợi, bao ship. Củ mic Noda, 190.000 đồng một củ, bao ship. Tiếp tục đến mic bãi có dây số 7, giá thanh lý 250.000 đồng một chiếc, bao ship. Con thanh lý này anh em vui lòng cọc trước khi nhận hàng nhé, mình chuyển nhé, thuận mua vừa bán. Rồi đến mic Mỹ sao chắc bò đồ 600, liền dây luôn như này, 1.400.000, bao ship cả dây Mỹ anh em nhé. Và mic KTV, mic KTV 500.000 đồng một chiếc, bao ship. Mic sao xin lỗi, phải sao chắc mic Tomahawk côn lụa, liền dây luôn, côn lụa như này, 650.000 đồng một chiếc, bao ship cả dây. Mic Sony rất nhỏ nhá, nhỏ hơn cả Tomahawk nhá. Nhỏ hơn cả Tomahawk anh em đây này, nhỏ hơn cả Tomahawk. Sony, giá thành bán 900.000 đồng cả dây. Mic Tomahawk côn thép nguyên hộp, giá bán thanh lý 290.000 đồng một chiếc, 290.000 đồng một chiếc, dòng côn thép anh em nhé. 290.000 đồng một chiếc, bao ship. Mic BBS K9 mới nguyên hộp, cả dây luôn anh em, cả dây luôn nha. Giá bán 350.000 đồng một chiếc, bao ship. Để nó bị mốc một chút thôi, hàng mới chưa dùng anh em nhé, chưa dùng. Để nó tồn, lấy nhiều quá nó bị tồn ít. Đó, bị mốc mà. 350.000 đồng một chiếc, bao ship. Hàng BSK 8, K9 nghe hát rất là tốt trong cửa tiền anh em nhé. Rất là tốt trong cửa tiền. 350.000 một cái mic.
anh em nào quan tâm đến dòng sản phẩm nào đó điện cho bên mình qua số máy 0904612323 và chào anh em.